Quý vị đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, thành ngữ có câu cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nhưng sự thật đã chứng minh, nếu có sự giáo dục tốt, sự kiểm soát chặt chẽ của gia đình, nhà trường, sự nhận thức tốt của xã hội, thì mỗi người có thể tránh được những cạm bẫy của cuộc sống. Bằng không, sẽ có kết quả ngược lại. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho cộng đồng, nhất là bộ phận giới trẻ đã và đang manh nha những lỗi lầm. Vụ án ngay sau đây là một điển hình. Vụ án xác người bí ẩn tại cánh đồng Cùm làm rúng động cả một vùng quê, nhưng dấu ấn của nó vẫn để lại nhiều ám ảnh với các cán bộ điều tra. Khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Mê Linh về việc khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân đi bắt cá đã phát hiện một xác người đang trong thời gian phân hủy tại cánh đồng Cùm, xóm Hòa Bình, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh. Hiện trường phát hiện vụ việc tại một chuông nước ngập bèo Tây. Khi người đánh cá vớt đám bèo đã bàng hoàng phát hiện một xác phân hủy và lập tức báo cho công an thị trấn Chi Đông. Phát hiện hiện trường có dấu hiệu hình sự nên công an huyện Mê Linh báo về phòng kỹ thuật hình sự, công an thành phố Hà Nội. Các cán bộ công an đã ngay lập tức có mặt tại nơi tìm thấy xác nạn nhân. Khám nghiệm cho thấy nạn nhân là nữ giới, khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính, cơ thể đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Nạn nhân mặc áo thun dài tay, có cổ màu xanh, quần bò màu đen. Trên áo có 4 vết rách thủng hình khe 1,5 cm. Vùng đầu và mặt đã bị hoại tử, lưng phải có vết thương hình khe, vùng thắt lưng có vết thương. Kết luận nạn nhân tử vong do mất máu cấp, đã tử vong khoảng 70 ngày trước thời điểm bị phát hiện. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thành lập chuyên án truy xét, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng tổ chức điều tra. Do vụ việc xảy ra đã lâu nên công tác khám nghiệm không có nhiều thông tin. Những trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm vào cuộc để xác minh tung tích nạn nhân. Công an thành phố Hà Nội đã được Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về việc đơn vị này đang truy tìm tung tích chị Bùi Thị N, sinh năm 1981, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, tạm trú tại xã Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, là nhân viên bán hàng cho một cây xăng ở Phúc Yên, bị mất tích từ ngày 16 tháng 3. Từ việc chị N mất tích, độ tuổi tương đương với nạn nhân đã được phát hiện tại cánh đồng Cùm. Lực lượng điều tra đã mời gia đình chị N đến nhận dạng và gửi mẫu ADN đến Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Kết quả cho thấy, xác được phát hiện chính là chị N, nạn nhân đã được xác định, hướng điều tra cũng đã được mở ra. Không quản ngày đêm, các trinh sát đã tỏa ra các hướng, quyết tâm tìm ra thủ phạm. Công an huyện Mê Linh, huyện Phúc Yên của tỉnh Vĩnh Phúc và Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình cũng vào cuộc tích cực. Đội trọng án Công an thành phố Hà Nội là lực lượng nòng cốt. Sau rất nhiều giả thiết về nguyên nhân án mạng của nạn nhân, cuối cùng ban chuyên án đi đến nhận định là nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản. Một tình tiết mới xuất hiện trong quá trình thu thập thông tin, đó là cán bộ điều tra tìm được nhân chứng ở gần nơi thuê trọ của chị N đã nhìn thấy và tả được đặc điểm của một thanh niên từng đi cùng nạn nhân trong tối xảy ra vụ mất tích. Phân tích về hướng di chuyển của chị N, ban chuyên án đã xác định được mục đích và nhận định đối tượng nghi vấn, từ đó dựng lại sơ đồ của mối quan hệ này. Cuộc đấu trí căng thẳng diễn ra trong 28 ngày và kẻ thù ác cuối cùng cũng phải lộ diện. Theo sự phán đoán của ban chuyên án, hung thủ phải là người rất am hiểu khu vực cánh đồng Cùm thì mới nghĩ đến việc đưa nạn nhân ra đó sát hại và phi tang. Từ cơ sở này, các trinh sát tập trung rà soát các đối tượng ở khu vực gần hiện trường vụ án. Không nằm ngoài dự đoán, sau một thời gian ngắn, chân dung hai đối tượng nghi vấn đã nổi lên là Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Hải Hoàng. Đều sinh năm 1986, trú tại thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội. Cả hai đối tượng sau đó đã bị triệu tập lên cơ quan điều tra để lấy lời khai. Lúc đầu, chúng đều đưa ra những bằng chứng ngoại phạm rất hợp lý. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của các trinh sát, những sơ hở từ lời khai của đối tượng đã dần lộ diện. Trước những tài liệu, chứng cứ cụ thể, Tuấn và Hoàng đã phải thú nhận đã gây ra án mạng của chị N. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Hải Hoàng, sinh năm 1986, quen biết với chị N và đã vài lần đi chơi với nhau. Hoàng biết chị N là nhân viên bán xăng và luôn mang nhiều tiền bên người. Khoảng 19 giờ tối ngày 16 tháng 3, Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1986 và Nguyễn Hải Hoàng cùng ở thôn Bảo Tháp, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội đã bàn bạc để thực hiện hành vi phạm tội. Đến nơi thuê trọ của chị N, Hoàng bảo Tuấn về trước, chuẩn bị hung khí gồm dao và dây thừng, còn Hoàng đến rủ chị N đi dự sinh nhật. Tuấn cầm lái chở Hoàng ngồi giữa, chị N ngồi sau. Khi đến nghĩa trang thôn Bảo Tháp, Hoàng dừng xe, Tuấn dùng tay bịt miệng chị N, Hoàng dùng dao tấn công liên tiếp vào lưng nạn nhân. Đối tượng đã lấy ví tiền, điện thoại, xe máy rồi phi tang xác. Theo các điều tra viên, khi nhận ra tội lỗi của mình, Nguyễn Anh Tuấn đã thành khẩn và ăn năn. Một điều đáng chú ý được tiết lộ, những ngày chờ thi hành án là những ngày rất dài với Tuấn. Hắn luôn bị ám ảnh về tội lỗi mà mình đã gây ra. Còn Nguyễn Hải Hoàng đã tự kết liễu chỉ ít ngày sau khi bị bắt.
Nguyễn Anh Tuấn cũng bị tuyên án tử và ám ảnh với linh hồn nạn nhân, đằng đẵng suốt thời gian giam giữ. Cất vó dưới ánh hoàng hôn. Một buổi chiều muộn tháng 3, mặt trời lặn dần trên cánh đồng xã Mộc Nam tại Duy Tiên, Hà Nam. Phía con đường đất chạy dọc kênh nước tưới tiêu, chỉ còn lác đác vài người dân đang trở về nhà. Anh Nguyễn Công Hồng là người dân xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, đeo trên vai bộ kích lầm lũi đi về con mương đoạn chảy qua thôn Lãng Trì. Ngày nào cũng vậy, hễ cứ tối trời là anh Hồng đi đánh cá, cải thiện bữa ăn cho gia đình. Hôm nay cá có vẻ ít, cặm cụi một lúc mà chẳng bắt được con nào. Anh Hồng thở dài ngao ngán. Khi sụp chiếc vó xuống nước, bất giác anh cảm giác có vật gì đó vướng vào. Lần một, lần hai đều có cảm giác như vậy. Tò mò, anh quẳng lưới kéo lên thì tái mặt, bên trong tấm lưới lập lờ một thi thể người. Khoảnh khắc chạm vào thi thể người đàn bà đang bị chèn tảng bê tông và đóng cọc buộc dưới dòng mương đầy bèo đã khiến anh Hồng ngã ngửa. Quá sợ hãi, anh Hồng vội cất lưới chạy về báo công an. Sự việc ngay lập tức đã gây xôn xao thôn Lãng Trì, vốn thuần nông và yên bình suốt bao năm nay. Nhận được tin báo, ngay trong đêm, các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh Hà Nam đã đến hiện trường tiến hành các hoạt động cấp bách. Đại tá Phạm Mạnh Thường là trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết, tử thi là nữ giới, tại thời điểm phát hiện đã phân hủy, có thể đã tử vong từ 5 đến 7 ngày trước. Ở phần đầu thi thể có rất nhiều vết rách da, xương sọ bị vỡ. Tại hiện trường có tảng gạch cùng cọc tre được níu bằng dây dù để dìm xác nạn nhân. Dấu vết này cho thấy đây là một vụ án mạng. Khó khăn lớn nhất lúc này là tử thi đã ngâm dưới nước nhiều ngày, mặt mũi biến dạng và phân hủy, không thu được dấu vân tay, cũng không có giấy tờ tùy thân hay đồ vật, tài sản giúp xác định tung tích nạn nhân. Trong khi hoạt động điều tra trọng án, rất cần phải dựng được danh tính bị hại để có căn cứ xác định các quan hệ và việc sử dụng thời gian, từ đó lần tìm ra thủ phạm. Mặt khác, các dấu vết tại hiện trường đều không còn gì sau nhiều trận mưa lớn trước đó vài ngày. Hiện trường lại nằm ở giữa cánh đồng, gần nghĩa địa, cách xa khu dân cư nên hoạt động rà soát truy tìm nhân chứng hiện trường không thu được bất kỳ thông tin gì có liên quan đến vụ án. Nhớ lại về những ngày điều tra, đại tá Thường chia sẻ, manh mối để lực lượng điều tra suy đoán về nạn nhân dựa vào đặc điểm ngoại hình. Người này mặc áo màu da báo, váy lửng bằng đồ bóng, chân đi tất, bôi sơn móng chân móng tay, cắt tóc tém. Ăn diện như vậy rất có thể là người từ địa phương khác đến, vì đây là vùng thôn quê thuần nông. Cơ quan điều tra suy nghĩ đến giả thuyết nạn nhân có thể là tiếp viên nhà hàng, hoặc làm ăn nơi xa trên đường về thì bị các đối tượng sát hại, cướp tài sản, hoặc đã thực hiện hành vi đồi bại tại đây, nhưng do kháng cự nên bị đối tượng sát hại rồi giấu xác xuống mương để phi tang. Cũng có thể nạn nhân bị sát hại ở nơi khác, chỗ này không phải là hiện trường chính mà chỉ là nơi xóa dấu vết tội phạm. Nhưng điều này cũng cho thấy thủ phạm phải là kẻ thông thạo địa hình nơi đây. Mặt khác, cơ quan điều tra suy nghĩ rất nhiều về tảng gạch đè lên lưng của nạn nhân, có 3 mặt ốp gạch men màu trắng đã cũ. Vật liệu này rất có thể là một mảng tường xây của một hộ dân nào đó ở gần đây. Việc truy tìm nguồn gốc tảng gạch này là một trong số những nhiệm vụ cấp bách trong công tác truy xét thủ phạm gây ra vụ án này. Khi một điều tra viên tìm đến khu xóm 6 thuộc thôn Lãnh Trì thì phát hiện một số thông tin quan trọng. Đó là ở đầu làng có một hộ gia đình sửa công trình phụ cách đó khoảng 6 tháng. Chủ nhà đã để 3 tảng bê tông trước cửa nhưng giờ phát hiện bị mất một tảng, và đó chính là thứ đã được dùng để tìm xác nạn nhân. Sau nhiều biện pháp điều tra nhưng bóng dáng thủ phạm vẫn mịt mù tăm cá, cũng chưa thể xác định được tung tích nạn nhân. Từ giả thuyết về công việc của bị hại, công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổng rà soát tất cả các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, massage, gội đầu tẩm quất trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm, phát hiện các trường hợp có trình báo mất tích hay vắng mặt nhiều ngày, chưa quay lại làm việc hay không. Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân được gửi đến các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Dù đã rất nỗ lực, cố gắng, nhiều lần tưởng chừng đã tìm được danh tính bị hại, nhưng đều không đúng. Cuộc điều tra có dấu hiệu lâm vào câu rầm, bí tắc. Những tin báo không ngờ. Trong suốt thời gian dài, tung tích về người phụ nữ tử vong tại Lãnh Trì thuộc địa phận Mộc Nam, Duy Tiên của Hà Nam vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Với công tác điều tra án mạng, khi chưa thể biết nạn nhân là ai, đồng nghĩa với việc cánh cửa đầu tiên còn khóa. Giữa bao khó khăn trong hành trình giải mã vụ án, ngày 27 tháng 4, Cục xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an đã gửi đến công an các địa phương trong toàn quốc bản thông báo truy tìm tung tích của một nữ giới quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh tại Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị vào lúc 12 giờ trưa ngày 8 tháng 4, sau đó mất tích. Linh cảm có mối liên hệ nào đó với vụ án đang bí tắc, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã đề nghị cơ quan nghiệp vụ cung cấp thông tin của gia đình người mất tích bên Trung Quốc
hoặc những người làm ăn với người mất tích tại Việt Nam, đồng thời cử một tổ công tác lên Hà Nội triển khai xác minh. Kết quả xác định, người trình báo trường hợp mất tích này là bà Thu Anh ở khu tập thể Đầu Tàu thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo đó, bà Anh có hẹn công chuyện với một nữ doanh nhân người Trung Quốc tên là Khâm Xuyên Tiên, sinh năm 1964 tại tỉnh Chiết Giang. Ngày 8 tháng 4, bà Tiên đã nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không đến gặp bà như đã hẹn và bật vô âm tín từ đó. Bà Anh cho biết người này thường qua lại buôn bán ở Việt Nam và ở trọ tại khu vực bến xe Gia Lâm, Long Biên. Đại tá Thường thuật lại, tổ công tác của Cảnh sát Hình sự Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội ra soát toàn bộ nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn để tìm nơi bà Tiên đã lưu trú. Mặt khác, thông qua cục xuất nhập cảnh, phía công an đã mời thân nhân của bà Tiên sang nhận diện người thân. Khi nhận diện nạn nhân tử vong dưới mương qua ảnh, chồng và con bà Tiên thấy nạn nhân tương đối giống người thân của mình. Cơ quan công an đã thu mẫu gen của họ gửi Viện Khoa học Hình sự thuộc Bộ Công an tiến hành giám định ADN. Kết quả đã xác định nạn nhân trong vụ án là bà Khâm Xuyên Tiên, quốc tịch Trung Quốc, là một người. Bộ mặt ác thú. Dù danh tính nạn nhân đã rõ, nhưng vì sao nạn nhân lại tử vong dưới mương nước ở một vùng thôn quê cách xa Hà Nội vẫn là câu hỏi lớn, thách thức những người phá án. Qua rất nhiều biện pháp xác minh, hành tung của nữ doanh nhân này trong quá trình ở Việt Nam trước đây dần dần được dựng lên. Tiếp xúc với một bạn hàng của bà Tiên, trinh sát được biết đã có lần nữ doanh nhân này được một người lái xe ôm tên là Hùng, thạo tiếng Trung Quốc chở đến giao dịch. Tổ công tác liền phối hợp với Công an quận Long Biên bí mật truy tìm đối tượng tên Hùng, lái xe ôm, thạo tiếng Trung Quốc tại khu vực bến xe Gia Lâm. Thông tin này là vô cùng giá trị bởi nó đã giúp Công an tỉnh Hà Nam bước đầu lần ra manh mối của nút thắt. Tìm mãi cũng thấy, nhưng người này lại có tên khác nữa là Nguyệt. Cũng chưa biết có phải kẻ đã đi cùng bà Tiên hay không. Một điều khiến trinh sát khấp khởi mừng thầm, đó là có tin gã lái xe ôm này có quê gốc ở Hà Nam. Kết quả tra cứu tàng thư căn cước công dân xác định được kẻ nghi vấn có tên đầy đủ là Phạm Thu Nguyệt, tên gọi khác là Phạm Mạnh Hùng, sinh năm 1963, trú tại xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Thông tin này khiến các trinh sát tìm thấy ánh sáng của tia hy vọng vì đã thỏa mãn dấu hiệu hung thủ thông thạo địa hình. Vấn đề là gã có đồng bọn hay không, vì tảng gạch đè lên lưng nạn nhân rất nặng, phải hai người mới bê được. Bằng công tác nghiệp vụ, cơ quan điều tra đi sâu vào khai thác nhân vật Hùng. Qua tìm hiểu, nắm rõ anh ta thạo tiếng Trung vì có 10 năm làm ăn ở biên giới, thường đi làm ăn với người cháu ruột tên là Thành. Người này đang có mối quan hệ ngoài luồng với một cô sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. Nghiên cứu mối quan hệ này, trinh sát đã phát hiện một nguồn tin hết sức quan trọng, đó là Thành đã từng cho người yêu một ít tiền nhân dân tệ và vài vật dụng đắt tiền. Kết hợp với các tài liệu, chứng cứ khác, cơ quan điều tra quyết định phá án. Việc bắt giữ Hùng và Thành được tiến hành đồng loạt ở hai địa điểm khác nhau tại Hà Nam và Hà Nội. Kết quả khám xét chỗ ở của Hùng, tức Nguyệt, tại quận Long Biên, Hà Nội đã thu được nhiều giấy tờ tiền giấy của Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, Hùng và Thành đã phải công khai toàn bộ tội ác. Theo đó, Hùng là người thường được bà Tiên thuê chở đi giao dịch vì biết tiếng Trung. Khi biết bà Tiên đi Bắc Ninh thu số tiền hàng khoảng 600 triệu đồng, Hùng đã nảy lòng tham muốn đoạt mạng Tiên để chiếm đoạt số tiền này. Để hiện thực âm mưu, Hùng đã gọi điện thoại rủ Thành cùng gây án và hứa sẽ cho Thành tiền. Theo kế hoạch, ngày 8 tháng 4, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bà Tiên có điện thoại cho Hùng nhờ chở đi lấy tiền hàng. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Hùng tạo cớ rủ bà Tiên về thăm mẹ Hùng đang nằm viện ở Hưng Yên. Thực tế là muốn chở bà sang Hà Nam để gây án. Bà Tiên không chút nghi ngờ đi theo Hùng đến khu vực mương nước thuộc địa phận thôn Lãnh Trì thì rơi vào bẫy của bọn tội phạm. Hai tên này đã dùng búa đinh đập vỡ sọ nạn nhân một cách man dợ. Sau khi lấy hết tài sản, chúng bê người đàn bà xấu số dìm dưới mương nước với tảng gạch và đóng cọc tre, dây dù để phi tang. Với tội ác man dợ, tại phiên xử diễn ra vào cuối năm, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Hùng án tử hình và Thành án chung thân. Chỉ vì nợ nần, bí thư xã đã dày công lên kế hoạch đoạt mạng cháu vợ để trục lợi bảo hiểm. Gã thậm chí còn tạo hiện trường giả nhằm mục đích đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Vụ việc xảy ra đã gây rúng động vùng Lâm Hà, Lâm Đồng bởi tình tiết hiện trường giả được ngụy tạo như một bộ phim nhiều kịch tính. Rạng sáng một ngày đầu tháng 5, anh Ca Lý, sinh năm 1995, trú tại xã Đắc Som, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông, khi đi qua khu vực km 146 300 quốc lộ 28 thuộc xã Đắk Som, huyện Đắk Long, hoảng hốt phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải bị cháy. Trong xe có một tử thi bị cháy đen. Tiến lại gần xem, anh Ca Lý hoảng sợ khi chứng kiến nhiều phần thi thể ngồi ở ghế lái xe ô tô đã bị cháy thành than, không còn nhận dạng được. Ngay sau đó, vụ án đã được người dân cấp báo lên chính quyền địa phương, cơ quan công an.
lực lượng công an cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi để tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân. Vụ việc bị phát giác đã thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ người dân trong vùng mà còn cả nước, bởi những nghi vấn đây là vụ án mạng ra tay sát hại dã man. Nhiệm vụ của cơ quan cảnh sát điều tra là phải nhanh chóng điều tra, xác định làm rõ đây là vụ tai nạn giao thông đơn thuần hay vụ án mạng đốt xác phi tang. Qua điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định xe ô tô mang biển kiểm soát 51C71570 đứng tên chủ sở hữu của một công ty, địa chỉ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Qua tìm hiểu, thấy rằng khoảng năm 2017, Đỗ Văn Minh, sinh năm 1971, ở thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, mua lại để sử dụng. Đỗ Văn Minh là bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà. Người này có một mảnh dãy diện tích khoảng 20 ha tại thôn 5, xã Đắc Hà, huyện Đắk Gờ Lông, tỉnh Đắk Nông. Vào chiều thứ 6 hoặc sáng thứ 7 hàng tuần, Đỗ Văn Minh thường điều khiển chiếc xe này đi một mình đến dãy tại xã Quảng Khê hoặc xã Đắc Hà để quản lý, và đến chiều chủ nhật, Minh lại lái xe quay về. Quá trình làm việc với người nhà của Đỗ Văn Minh xác định, vào khoảng 9 giờ 53 phút sáng ngày 4 tháng 5, thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác định được xe ô tô bị cháy là của ai, thì chị Đỗ Thị Bình là em gái của Minh nhận được tin nhắn với nội dung: "Có phải em là em của anh Minh không? Đến Đắk Nông ngay, anh Minh bị tai nạn ở đèo, tôi đi qua thấy." Sau khi nhận được tin nhắn, chị Bình gọi điện cho số điện thoại trên nhưng không liên lạc được. Ngoài ra, người dân còn cung cấp thông tin. Vào khoảng ngày 3 tháng 5, xe ô tô của Minh nhiều lần xuất hiện tại khu vực chòi dãy của anh Trần Nho Lịch, sinh năm 1983, trú tại phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cạnh dãy của nhà Minh ở xã Đắc Hà. Thông qua giả soát và tìm hiểu những chứng cứ liên quan xung quanh khu vực hiện trường cũng như các điểm nối với nghi can, phương tiện, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện tại chòi dãy của nhà anh Lịch có nhiều vết màu nâu nghi là máu tại khu vực đệm. Dấu vết máu được xác định có trên đệm trong nhà hướng ra ngoài cửa. Chòi dãy trên do anh Trần Nho Vương, sinh năm 1995, ở thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, ở một mình để làm thuê cho chú của mình là anh Trần Nho Lịch. Anh Vương bỗng nhiên mất tích khi Minh đi khỏi dãy vào ngày 3 tháng 5. Thấy điểm bất thường, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nhà anh Lịch. Xác định hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn bất thường, toàn bộ tài sản của anh Vương còn nguyên, khu vực ngủ của anh Vương có nhiều vết máu. Chạy đua với thời gian và tập trung xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Đỗ Văn Minh có quan hệ tình ái phức tạp và đang nợ khoảng 20 tỷ đồng. Đây là số tiền rất lớn và đối tượng Minh luôn tìm đủ mọi cách trả nợ, song mất khả năng thanh toán. Đáng chú ý, Minh đã mua bảo hiểm tại một công ty bảo hiểm chi nhánh ở Lâm Đồng từ ngày 9 tháng 4. Hàng năm, Minh đóng số tiền hơn 200 triệu đồng và đối tượng đã đóng đủ số tiền của cả năm 2020, đóng một lần. Theo đó, nếu Minh tử vong thì người thân của Minh sẽ nhận được số tiền bảo hiểm thanh toán khoảng 18 tỷ đồng. Căn cứ vào những tài liệu đã thu thập được, có cơ sở nhận định dấu vết màu nâu nghi máu tại nhà anh Lịch là máu của Vương. Xác định Đỗ Văn Minh chính là đối tượng gây án, sát hại anh Vương, sau đó tạo hiện trường xe bị tai nạn và cháy để mọi người lầm tưởng Minh đã tử vong nhằm mục đích hưởng số tiền bảo hiểm và không phải trả nợ. Lộ diện. Đối tượng đấu tranh trong chuyên án là Đỗ Văn Minh, từng học đại học luật, lại từng giữ nhiều chức vụ như phó chủ tịch xã, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, bí thư đảng ủy xã, nên mối quan hệ rất phức tạp, có sự am hiểu về pháp luật. Tại hiện trường, xe ô tô bị cháy, phát hiện đồng hồ đeo tay và chùm chìa khóa của Minh, nên cơ quan điều tra nhận định đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, sau khi xác lập chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để sớm vạch mặt kẻ sát hại đốt xác dã man. Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Đỗ Văn Minh có nhiều khả năng trốn tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ban chuyên án đã cử tổ công tác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng ban chuyên án, phó ban chuyên án phối hợp với công an tỉnh Bình Phước truy bắt đối tượng Minh. Qua rà soát tất cả các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, xác định vào 9 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5, Minh thuê phòng tại khách sạn Phương Lâm thuộc phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài để ngủ. Đến 6 giờ ngày 5 tháng 5 thì Minh rời đi. Khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 5, Minh đến thuê phòng tại khách sạn Nguyễn Huệ thuộc phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, nhưng sau đó trả tiền mà không ngủ lại. Ban chuyên án xác định Minh có khả năng thuê nhà nguyên căn hoặc phòng trọ tại các xã lân cận, cách xa trung tâm thành phố Đồng Xoài, cụ thể là xã Tân Thành, xã Tiến Thành, vì nơi đây có nhiều dãy trọ, tập trung nhiều người từ tứ xứ đến để làm tại các khu công nghiệp, thuận lợi cho việc trà trộn, lẩn trốn.
ban chuyên án đã cử tổ công tác phối hợp với công an tỉnh Bình Phước chốt chặn tại các điểm giao lộ thuộc phường Tiến Thành, xã Tân Thành. Sau 6 ngày đêm truy lùng không nghỉ, đến khoảng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 5, tổ công tác phát hiện Minh di chuyển bằng xe mô tô mang biển kiểm soát 63B1-81885 từ xã Tân Thành đến trung tâm thành phố Đồng Xoài. Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Minh. Ban đầu, khi bị đưa về cơ quan công an, Minh một mực phủ nhận những cáo buộc của ban chuyên án. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Đỗ Văn Minh buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi sát hại, đốt xác dã man của mình. Minh khai, do nợ khoản tiền hơn 20 tỷ đồng, nên đầu tháng 4, Minh đã nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ, rồi tìm thi thể để trên xe ô tô và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng bản thân y đã tử vong với mục đích xóa nợ và chiếm đoạt số tiền bảo hiểm. Để thực hiện ý định trên, ngày 9 tháng 4, Minh mua bảo hiểm nhân thọ với giá 230 triệu đồng một năm. Giá trị bồi thường trong trường hợp tai nạn tử vong là 18 tỷ đồng và đóng đủ số tiền của năm 2020. Ngày 25 tháng 4, Minh đến một cửa hàng mua bán xe mô tô cũ tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Gờ Long mua xe mô tô mang biển kiểm soát 61B1-81885 với giá 16 triệu đồng, rồi đưa lên xe ô tô mang biển kiểm soát 51C71570, chở đến gửi nhà anh Ca Biển để, sau đó sử dụng làm phương tiện bỏ trốn. Minh điều khiển xe ô tô đến nghĩa địa thuộc thôn 8, xã Quảng Khê, rồi đào một ngôi mộ vừa chôn nhằm lấy xác bỏ lên xe để thực hiện ý định tại hiện trường giả cháy xe ô tô. Khi đào đến quan tài, do mệt và sợ bị phát hiện nên Minh đã không tiếp tục lấy xác mà đi về. Chiều mùng 2 tháng 5, Minh lấy 4 can nhựa loại 30 lít để tại dãy thuộc thôn 11, xã Quảng Khê, rồi dùng xe ô tô đi đến cây xăng trên địa bàn xã để mua 1 can xăng và 3 can dầu để ở thùng xe với mục đích để đốt chiếc xe ô tô đang sử dụng. Tối ngày mùng 3 tháng 5, Minh đến dãy mà anh Trần Nho Vương đang ở và uống bia với anh Vương, sau đó cả hai nằm trên đệm ngủ. Khoảng 0 giờ ngày mùng 4 tháng 5, Minh dậy lấy cây búa rìu dựng ngoài cửa cầm đi vào nhà, lạnh lùng sát hại anh Vương. Để che giấu hành vi, Minh dùng áo khoác của anh Vương trùm lấy phần đầu của nạn nhân nhằm ngăn máu chảy ra ngoài, rồi đưa thi thể của anh Vương lên ghế sau xe ô tô. Đối tượng quay lại dùng áo lau vết máu còn Vương trên đệm, rồi điều khiển xe ô tô đến đoạn km 146-300 quốc lộ 28 thuộc Bon Burner thuộc xã Đắk Som và chủ động lao vào cột mốc bên lề đường để tạo hiện trường tai nạn. Sau đó, đối tượng Minh lùi ra sau định đâm vào cột mốc khác nhưng không lùi xe được nên kéo phanh tay dừng xe, tắt máy rồi đưa nạn nhân lên ngồi ở ghế lái, thắt dây an toàn. Kẻ thủ ác lấy can xăng để ở ghế phụ trước, 3 can dầu để ở ghế sau, tháo đồng hồ đeo tay của Minh ra đeo vào tay trái của anh Vương, đồng thời bỏ chùm chìa khóa của Minh lên xe. Mục đích của đối tượng nhằm để cho người thân của y nhận ra đồng hồ và chùm chìa khóa là của Minh và tin rằng y đã tử vong vì cháy. Đối tượng đóng cửa xe rồi dùng bình ga mini có đầu khò đốt can dầu gần cửa sau bên lái xe để cháy xe và thi thể nạn nhân, rồi đi bộ về nhà Ca Biển lấy xe mô tô gửi trước đó, bỏ trốn xuống Bình Phước. Đối tượng thuê một khách sạn tại trung tâm thành phố Đồng Xoài, sau đó tiếp tục lẩn trốn tại xã Tân Thành để trốn cho đến khi bị bắt giữ. Liên tiếp ghi nhận hàng loạt trình báo vụ việc phụ nữ bán vé số ở Đồng Nai bị cưỡng bức, cướp tài sản. Tổ công tác điều tra, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc tìm ra kẻ thủ ác đứng trong bóng tối gây ra những vụ án đáng sợ này. Qua tìm hiểu, những vụ án này đều có điểm chung là bị hại hầu hết là những người phụ nữ bán vé số dạo. Hiện trường xảy ra thường xuyên thay đổi và diễn ra ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Một ngày cuối tháng 4, chị LMH, sinh năm 1993, quê quán tỉnh Bình Định, đến cơ quan công an trình báo về việc bị một thanh niên tiếp cận mua vé số rồi cưỡng bức, sau đó cướp tài sản là sợi dây chuyền vàng. Vụ việc xảy ra tại lô cao su thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành. Do sự việc xảy ra ở lô cao su vắng vẻ lại quá bất ngờ nên nạn nhân chỉ nhớ được rất ít đặc điểm nhận dạng của đối tượng. Người phụ nữ này không biết hung thủ là ai, ở đâu và không quen biết. Tiếp đến vào khoảng giữa tháng 9, chị LKT, sinh năm 1980, quê quán tỉnh Sóc Trăng, và ngày giữa tháng 11, chị VTH, sinh năm 1979, trú ở Đồng Nai, cũng đến cơ quan công an trình báo bị một thanh niên với cùng thủ đoạn mua vé số nhưng nói quên mang theo tiền và yêu cầu bị hại lên xe để về nhà lấy tiền trả. Tin lời, các bị hại đã ngồi sau xe nhưng đối tượng đã trở đến khu vực lô cao su, vườn mì hoang vắng để thực hiện hành vi đồi bại, sau đó cướp tài sản gồm điện thoại, tiền, vé số. Sau nhiều tháng giả soát, Công an huyện Long Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an các tỉnh, huyện, lân cận nhận định hung thủ gây án có thể là người địa phương khác đến làm ăn sinh sống trên địa bàn, nhưng am hiểu, thông thuộc địa bàn.
Lúc này, Nguyễn Thái Bình, một người hành nghề tự do, quê tại tỉnh Trà Vinh nhưng đến địa bàn thành phố Biên Hòa làm thuê, đã lọt vào tầm ngắm. Quá trình điều tra, lực lượng trinh sát hình sự của Công an huyện Long Thành và Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, khoanh vùng đối tượng, xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1978. Quê quán ấp Tà Rom A, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Từ đó mọi tài liệu về Bình được ra soát, đồng thời sâu chuỗi vào lời khai của các bị hại và các chứng cứ thu thập được. Ban chuyên án đã xác định Bình chính là yêu dâu xanh, cưỡng bức, cướp tài sản các bị hại nói trên. Cuối tháng 12, ban chuyên án đã bắt đối tượng Nguyễn Thái Bình khi đối tượng này đang tạm trú ở khu phố Long Khánh 2 thuộc phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo hồ sơ đối tượng, Nguyễn Thái Bình đã bỏ đi khỏi địa phương tại Trà Vinh từ lâu. Bình đến khu phố 2, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm thuê và mướn tự do. Tại cơ quan công an, Bình quanh co chối tội, tỏ vẻ như không biết gì. Tuy nhiên, với những chứng cứ, tài liệu cảnh sát thu thập được, Bình đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi mà mình gây ra. Từ mớ hỗn độn trong căn nhà cấp 4, thi thể trơ xương dần lộ ra, tố cáo tội trạng của kẻ thù ác. Bà TH và ông H có hai người con là chị Nguyễn Thị T, 30 tuổi. Trước đó chị T đi khỏi nhà không rõ đi đâu, làm gì. Và người con thứ hai là Nguyễn Văn H, 25 tuổi. Không có công ăn việc làm ổn định, thường đi bán kem, bánh mì tại các hội chợ ở các tỉnh phía Bắc. Rất ít khi về nhà số 4 ở. Nếu có về, H thường ngủ tại phòng ngủ phía sau nhà. Nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, người dân xung quanh khu vực không thấy anh này về nhà. Bản thân bà TH cũng không ở trong ngôi nhà trên và cách đây 3 năm bà đi vào Vũng Tàu sinh sống. Từ khi bà TH đi, ngôi nhà cấp 4 vào khoảng sân cho chị Lương Thị Thu Hiền, 43 tuổi, ở nhà số 3 ngõ 8 đối diện với nhà bà TH mượn để chứa hoa nhựa và dụng cụ làm hoa để kinh doanh. Riêng nơi máy bằng phía trong là buồng ngủ của H, chỉ có anh này mới có chìa khóa để mở. Do thấy xe máy Dream cũ của anh H để lâu tại nhà cấp 4, nên khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9, chị Hiền nhờ anh Nguyễn Thanh Hải, trú tại thành phố Vĩnh Yên, là thợ sửa khóa đến mở cửa buồng ngủ của anh để chị Hiền cất xe máy vào đấy. Khi mở cửa vào, phát hiện dưới nền nhà, chân để lộn xộn và nhìn thấy sợ người, nên chị đã báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an thành phố Vĩnh Yên đã đến hiện trường. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an tỉnh Vĩnh Phúc lập tức chỉ đạo giao phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm sáng tỏ vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hộp sọ có 2 vết vỡ lún, do vậy có căn cứ xác định có dấu hiệu của một vụ án mạng. Ngoài ra, quá trình điều tra xác minh, phòng cảnh sát hình sự xác định anh H ngoài chiếc xe máy Dream nêu trên còn thường sử dụng một chiếc xe máy mang nhãn hiệu Exciter mang biển kiểm soát 88B1-23391, nhưng xe máy này không còn tại nơi ở. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời xác định được đối tượng nghi vấn gây án là Lương Văn Dư. Sau hơn một ngày phát hiện bộ xương, ngay trong đêm, lực lượng công an phát hiện Dư vừa trở về nhà tại xã Ngọc Minh đã tiến hành bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. Rạng sáng cùng ngày, Dư được di lý về trụ sở của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Tại cơ quan công an, Dư khai nhận quen biết anh H trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ nên cả hai kết bạn chơi với nhau. Một ngày tháng 7, Dư và H cùng nhau về số nhà 4 và đi vào phòng ngủ của H phía cuối nhà. Tại đây, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn do Dư đòi nợ H số tiền 15 triệu đồng nhưng nạn nhân không có tiền trả. Bực tức vì đòi tiền không được, Dư lấy một đoạn sắt hình hộp nhặt tại phòng ngủ, vụt nhiều nhát vào đầu anh H làm anh này bất tỉnh. Sau đó đối tượng dùng dây điện trói chân tay anh H lại. Tiếp đó, Dư lấy chiếc điện thoại iPhone 6 Plus và chiếc xe máy Exciter của nạn nhân rồi khóa cửa lại và bỏ trốn. Khi về tới thị trấn Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Dư đem bán xe máy và chiếc điện thoại tại xã Ngọc Minh. Được biết, bản thân Dư không có nghề nghiệp ổn định, thích xăm trổ nên trên người đối tượng có nhiều hình thù kỳ quái. Có được tiền từ bán tài sản của nạn nhân, Dư đã sử dụng vào mục đích cá nhân tiêu xài hết. Trong khoảng thời gian bỏ trốn, đối tượng vẫn lên trang Facebook của mình, chụp ảnh, khoe tiền và đồ ăn chơi. Lợi dụng việc những người đàn ông ra khơi đánh cá, đêm đến có một bóng đen lẻn vào nhà, giở trò đồi bại với hàng loạt phụ nữ vắng chồng ở Ninh Thuận. Sau hơn 10 tháng xác lập chuyên án truy xét, các trinh sát hình sự, điều tra viên, công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã lật tẩy hành tung bóng ma đen ở làng biển, gây ra nhiều vụ xâm hại, cướp tài sản, khiến cho nhiều người dân ở nơi này lo sợ.
bóng ma trên làng biển. 2 giờ sáng một ngày giữa tháng 5, một người phụ nữ họ Võ, 38 tuổi, ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, đang ngon giấc ngủ với 2 đứa con nhỏ. Trong khi chồng chị còn đang tất bật hành nghề đánh bắt hải sản giữa biển khơi xa trên tàu cá của người cùng làng, giấc ngủ bị đánh thức bởi tiếng động bất thường từ phía cánh cửa căn nhà đơn sơ. Chị Võ vừa bật dậy, bước ra khỏi giường thì bóng đen ập vào đưa tay bịt miệng chị. Tay còn lại cầm kéo khống chế rồi cất tiếng đe dọa, sát hại tính mạng nếu nạn nhân kêu la. Trong lúc hung thủ đẩy nạn nhân vào phòng tắm giặt để thực hiện mưu đồ bất chính, thì một trong 2 đứa con của người phụ nữ cựa mình khóc nhè. Nhưng bóng ma vẫn thản nhiên đưa tay lấy con dao bầu trên gian bếp kế bên phòng tắm, rồi ra lệnh cho nạn nhân bước đến bên giường bế đứa trẻ lên để ru ngủ, nhưng không được kêu la. Do quá hoảng sợ và lo ngại hung thủ sẽ sát hại cả 3 mẹ con, nên người phụ nữ chỉ biết im lặng ôm lấy đứa con bên góc giường để vỗ về. Trong khi kẻ lạ mặt thản nhiên mở tủ lục lọi, tìm kiếm tiền vàng rồi cướp đoạt 3 triệu đồng trước khi vượt qua hàng rào tẩu thoát trong bóng đêm đen. Giữa lúc các trinh sát ở đội cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy công an huyện Ninh Hải đang truy xét nguồn tin tố giác tội phạm của người phụ nữ họ Võ, thì bóng ma đêm lại xuất hiện tại nhà người phụ nữ họ Đỗ, trú ở Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải vào tầm nửa đêm một ngày cuối tháng 6. Trong lúc nạn nhân 29 tuổi cùng với 2 đứa con nhỏ đang nằm ngủ thì có tiếng người gọi từ ngoài cửa. Gượng dậy trong trạng thái còn lơ mơ ngái ngủ, người phụ nữ họ Đỗ nhầm tưởng chồng mình trở về sau chuyến đi biển đánh bắt cá nên bước ra mở cửa. Trong một giây, bóng ma đêm cầm kéo ập vào khống chế đe dọa tính mạng nữ chủ gia đình rồi đẩy nạn nhân vào góc nhà để xâm hại. Trước khi tẩu thoát, kẻ giở trò đôi bại còn tìm kiếm tiền vàng để cướp đoạt nhưng không có, rồi lớn tiếng đe dọa sẽ quay trở lại sát hại nếu nạn nhân kêu la hoặc báo cáo công an. Cùng với việc cẩn trọng tìm kiếm, thu thập mẫu tóc của đối tượng gây án khi khám nghiệm hiện trường và khi đưa nạn nhân đến trung tâm y tế huyện Ninh Hải để giám định pháp y về xâm hại tình dục, 2 mũi trinh sát, điều tra viên do đại úy Lê Anh Phương, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, công an huyện Ninh Hải chỉ huy tiến hành xác minh, thu thập lời khai của nạn nhân, đồng thời rà soát mối quan hệ sinh hoạt của hàng chục đối tượng ở địa phương trước, trong và sau thời điểm xảy ra 2 vụ xâm hại, cướp tài sản nêu trên để sàng lọc. Tuy nhiên, cả 2 vụ án xảy ra vào tầm nửa đêm, đối tượng gây án đột nhập bất ngờ, sử dụng hung khí đe dọa tính mạng, khiến nạn nhân hoảng loạn, không thể nào ghi nhớ chính xác đặc điểm nhận dạng của hung thủ, nên các trinh sát, điều tra viên vấp phải rất nhiều khó khăn trong hoạt động điều tra, truy xét hành tung của thủ phạm. Giữa lúc nguồn tin về 2 vụ án xâm hại, cướp tài sản nêu trên chưa lắng dịu, nhiều phụ nữ ở xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải vẫn đang hoang mang, lo lắng, thì 2 vụ án khác phát sinh với những thủ đoạn, tình tiết như đã xảy ra tại nhà 2 người phụ nữ, họ Võ và họ Đỗ. Vào một đêm tháng 8, một bóng ma cắt đứt sợi dây thừng neo giữ cửa chính căn nhà đơn sơ của người phụ nữ họ Nguyễn, 23 tuổi, trú ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải. Nạn nhân chưa kịp kêu la cầu cứu thì hung thủ đã dí dao vào cổ, đe dọa sát hại rồi đẩy chị ngã xuống giường để giở trò đổi bại. Tương tự như những vụ việc trước đó, tiếng va đập khi xô đẩy mạnh đã khiến đứa con nhỏ của nữ gia chủ thức giấc, la khóc, nên bóng ma chuyển hướng dò tìm tài sản trong vài phút rồi vội vã tẩu thoát sau khi cướp đoạt được 200.000 đồng. Đến 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, bóng ma đêm tái xuất tại nhà một người phụ nữ họ Nguyễn khác, trú ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải. Bất chấp người đàn bà này đã ở độ tuổi 70, hung thủ vẫn cầm kéo khống chế để thực hiện hành vi đổi bại, rồi cướp đoạt 900.000 đồng trong túi quần của nạn nhân trước khi tẩu thoát. Truy quét. Giữa lúc manh mối về thủ phạm vẫn đang nằm trong giai đoạn điều tra, số lượng sự việc mới vẫn không ngừng gia tăng, khiến nhiều gia đình luôn trong tình trạng bất an. Không rõ khi nào bóng đen ấy sẽ hỏi thăm tới nhà mình. 4 vụ xâm hại, cướp tài sản lần lượt xảy ra ở làng biển Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, vốn là địa bàn nhiều năm yên ả, đã gieo thêm nhiều nỗi hoang mang, lo lắng trong tâm trí người dân. Trong khi đó, không riêng những cán bộ chỉ huy, lãnh đạo mà mỗi trinh sát, điều tra viên đội cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, công an huyện Ninh Hải cũng chăn trở, lo toan trước hành vi phạm tội manh động, liều lĩnh của thủ phạm. Không để kẻ gian lộng hành quá lâu, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Ninh Thuận đã lập tức chỉ đạo hành động. Cuối tháng 8, một mũi trinh sát dày dặn kinh nghiệm đấu tranh khám phá án ở phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Ninh Thuận
được lệnh tăng cường hỗ trợ công an huyện Ninh Hải xác lập chuyên án truy xét do Thượng tá Lê Văn Bảo, trưởng công an huyện Ninh Hải làm trưởng ban. Theo mô tả của các nạn nhân, thủ phạm có đặc điểm nhận dạng bề ngoài với vóc dáng, chiều cao giống nhau. Hung khí mang theo là chiếc kéo, thời gian gây án vào tầm nửa đêm đến rạng sáng. Đặc biệt là lời lẽ đe dọa đậm chất giọng, âm ngữ địa phương. Thủ phạm thông thạo địa bàn và biết rõ thời điểm người chồng của các nạn nhân đang bận mưu sinh trên biển bằng nghề đánh cá để đột nhập gây án, nên nghi can phải là cư dân ở xã Thanh Hải. Ngay lập tức, một mũi trinh sát tiếp tục bám địa bàn, rà soát từng hộ gia đình ở xã Thanh Hải và đã xác lập danh sách các đối tượng cần tập trung xác minh, sàng lọc, đồng thời cung cấp thông tin cho người dân biết rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng để chủ động cảnh giác, phối hợp với công an truy chặn. Mũi trinh sát thứ hai tập trung thu thập mẫu ADN của hàng chục đối tượng nghi vấn để trưng cầu giám định và so sánh với mẫu ADN của thủ phạm để lại trên quần áo, thân thể nạn nhân các vụ án vừa xảy ra nhưng không tìm thấy kết quả trùng khớp. Lúc này, các trinh sát được lệnh mai phục gần những căn nhà có khả năng thủ phạm đột nhập gây án. Gần một năm sau, các trinh sát đã xác định được nghi can nổi cộm nhất là Trần Văn Tân, sinh năm 2002, trú ở thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. Khi các điều tra viên tiếp xúc nghi can này với những lý do khác, Trần Văn Tân có động thái rất thản nhiên, tự tin, đến lúc trinh sát bất ngờ đánh động khi hỏi đối tượng này có nghe thông tin về bóng ma đêm đột nhập nhà dân gây án xâm hại, cướp tài sản hay không, thì gương mặt đối tượng này biến sắc khác thường, nên các trinh sát đã mời gã thanh niên này về công an huyện Ninh Hải để thu thập mẫu tóc, gửi đến phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh để trưng cầu giám định ADN. Kết luận kiểu gen nam giới thu thập được trên thân thể của một nạn nhân đã bị xâm hại trùng với kiểu gen thu được của Trần Văn Tân. Từ chứng cứ khoa học hình sự này, các điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ninh Hải đã tập trung đấu tranh quyết liệt với nghi can. Khi biết không thể chối cãi được nữa, Trần Văn Tân khai nhận đã gây ra 4 vụ xâm hại, cướp tài sản ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải. Chuyên án kết thúc, chân tướng bóng ma đêm ở làng biển Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải đã lộ diện. Nỗi lo của người dân địa phương cũng đã được giải tỏa, trả lại bình yên cho vùng quê này. Chỉ vì mối tình vụng trộm với anh rể mà Lại Thị Kiều Trang đã nảy sinh ý định sát hại chị họ, xong làm một người khác phải mất mạng oan vì mình. Vụ việc em họ thích anh rể và lên kế hoạch đầu độc người vợ khiến chị NTH, 29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã tử vong, gây xôn xao dư luận một thời. Liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Thái Bình cho biết đã lập tức bắt giữ Lại Thị Kiều Trang, sinh năm 1994, trú tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình để điều tra vụ việc. Đây là kết quả sau khi công an thành phố Thái Bình tiếp nhận tin báo chị NTH là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong bất thường tại nơi làm việc. Theo các đồng nghiệp của chị H, sau khi chị H uống trà sữa để trong tủ lạnh, đã vào nhà vệ sinh và tử vong tại đây. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc và nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H. Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an xác định chị H tử vong do bị đầu độc bằng cyanua bởi trong cốc trà sữa chị H uống có chất kịch độc này. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định chị H đã bị mất mạng oan do vô tình uống phải cốc trà sữa không dành cho mình. Tại cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang khai nhận do bản thân có quan hệ tình cảm với anh PVQ, 30 tuổi, là anh rể, trú tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, nên để che giấu mối quan hệ bất chính này, Trang thường qua lại với gia đình nhà chị họ, thậm chí còn chụp ảnh, đi chơi cùng. Tuy nhiên, sau đó anh Quy đề nghị Trang chấm dứt mối quan hệ. Thấy vậy, đối tượng không đồng ý chia tay và đã nảy sinh ý định đầu độc vợ của anh rể là chị DTI, 30 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Do hay qua lại với gia đình anh rể nên Trang biết chị Y thích uống trà sữa. Do đó Trang quyết định đầu độc chị họ bằng thứ nước uống này. Để thực hiện được ý đồ, đối tượng lên mạng xã hội đặt mua 2 lọ chất độc natri cyanua mang về nhà. Một ngày nọ, Trang mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tiêm chất độc này vào 4 cốc thì hết chất độc. Sau đó đối tượng dùng sim rác gọi nhờ người nhà gửi toàn bộ trà sữa đến Bệnh viện Phổi Thái Bình cho chị Y. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chị Y không có ở bệnh viện nên đã nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính. Khoảng 10 giờ ngày hôm sau, chị NTH, 29 tuổi, là đồng nghiệp với chị Y, lấy một cốc trà sữa từ tủ lạnh để uống. Uống xong một lát, chị H thấy khó chịu nên đã chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục xuống. Được biết,
Thời điểm chị Hát uống trà sữa để trong tủ lạnh, có hai mẹ con điều dưỡng tại bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình cũng uống hai cốc nước này, nhưng may mắn thoát nạn vì hai cốc trên không có chất độc. Đứng trước tòa, khi được tòa hỏi, Trang bình thản khai nhận bản thân lên mạng internet và phát hiện cyanua là chất độc nên muốn mua để tự kết liễu sinh mệnh. Tuy nhiên, do Trang có quan hệ tình cảm bất chính với chồng của chị họ là DHI và thấy anh rể yêu thương, chăm sóc vợ nên đã ghen ngược. Điều này đã nảy sinh thù hận, muốn đầu độc chị họ. Với hành vi cuồng yêu của mình, hội đồng xét xử nhận định Trang là người có học vấn, trình độ, có quan hệ xã hội, thực hiện hành vi một cách quyết liệt nhằm tước đoạt tính mạng của người khác. Theo đó, Trang bị hội đồng xét xử tuyên án tử hình.